Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động nhất định đến xuất khẩu nông sản, trong đó có mặt hàng gạo. Trước bối cảnh đó, thị trường nội địa tiếp tục khẳng định là một miền đất đầy tiềm năng. Các doanh nghiệp cần có chiến lược, kế hoạch cụ thể, bài bản để khai thác một cách hiệu quả và bền vững. Từ năm 2013, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro đã xây dựng nhà máy xay sát và chế biến đóng gói gạo xuất khẩu tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Từ đây, ba loại gạo chất lượng cao được trồng tại Đồng Tháp. Gạo Đồng Tháp đã được Hapro xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Nhà máy này đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về cơ sở xay sát thóc gạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có quy trình sản xuất khép kín, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Hapro đã trực tiếp đầu tư cái nhà máy chế biến gạo với công suất 100.000 tấn năm ở Đồng Tháp. Cùng với đấy là đầu tư cái vùng nguyên liệu để phục vụ cho xuất khẩu. Hapro cũng đã những năm gần đây cũng đã tập trung phát triển cái thị trường nội địa và tập trung đưa vào phục vụ người dân thủ đô, các vùng lân cận và người dân trên lãnh thổ Việt Nam. Nhờ ưu thế về mặt thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên, hạt gạo Đồng Tháp khi nấu chín có độ dẻo, săn, mang hương thơm đặc trưng, đồng thời chứa hàm lượng dinh dưỡng cao so với các loại gạo thông thường. Hiện Hapro đã đưa vào hệ thống kinh doanh 6 sản phẩm gạo chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng trong nước. Hapro đã tập trung chú trọng đến các sản phẩm để cung cấp cho thị trường nội địa. Cùng với đấy là ra đời một loạt cái thương hiệu gạo có chất lượng, an toàn để phục vụ người dân trong cả nước. Chúng ta cũng biết rằng là đối với người dân Việt Nam thì lâu nay chúng ta đã chuyển dịch cái định hướng tiêu dùng từ ăn no sang ăn ngon và bây giờ là ăn để sống lâu. Vậy thì Hapro làm thế nào để đáp ứng được cái đấy? Thì ngoài vấn đề đầu tư nhà máy sản xuất thì Hapro còn trực tiếp đầu tư cái vùng nguyên liệu để có những cái sản phẩm có chất lượng an toàn nhất để phục vụ người dân. Mô hình xây dựng thương hiệu gạo sạch đoàn kết thành phố Kon Tum được triển khai từ vụ mùa năm 2019 với quy mô gần 6 ha. Sau khi được xã Đoàn Kết và Hợp tác xã Dịch vụ và Nông nghiệp Đoàn Kết triển khai mô hình, gia đình ông Trung Thu, thôn 5 xã Đoàn Kết và 29 hộ dân trong xã đã chủ động đăng ký tham gia. 30 hộ dân tham gia mô hình có diện tích ruộng gần kề thực hiện đồng nhất về giống, về quy trình và hướng đến sản xuất hàng hóa. Lần đầu tiên mình tham gia mô hình này, mô hình lúa sạch, thì các khoản đầu tư của chương trình đây là được cho tạm ứng giống phân, và cái thứ nhất là cái thứ nhì nữa là được trước khi nhận giống cũng được là tập huấn kỹ một số kỹ thuật thâm canh và phun thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc, cách ly an toàn, đảm bảo hạt gạo khi mà mình ăn được sạch không ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sản xuất tập trung, Hợp tác xã Dịch vụ và Nông nghiệp Đoàn Kết hỗ trợ 15 kg giống lúa trên một sào, đồng thời hướng dẫn bà con quy trình sản xuất, bón phân theo quy trình 4 cùng, cùng làm đất, cùng xuống giống, cùng chăm bón và cùng thu hoạch. Để đảm bảo gạo sạch, bà con thống nhất sử dụng các chế phẩm sinh học thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Qua thời gian triển khai mô hình, giống lúa Đài Thơm 8 và RVT đã khẳng định được tính ưu việt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hai cái giống lúa này đối với thổ nhưỡng của cái đất Đoàn Kết này nó rất chịu. Thứ nhất là về khí hậu, thứ hai là đất đai là nó chịu, là cái giống này nó gạo là chất lượng rất ngon. Do đó là hợp tác xã chọn hai cái loại giống mà để làm cái mô hình sản xuất và để bán ra, thì nói chung là dân ở Kon Tum người ta chuộng hai cái loại giống này. Huyện vùng cao Bát Sát, mô hình liên kết sản xuất gạo sén cù giữa nông dân xã Mường Vi với hợp tác xã Tiên Phong là một ví dụ. 4 năm thực hiện liên kết, trên 160 ha đất ruộng, hai vụ lúa của Mường Vi đã được bà con gieo cấy hoàn toàn bằng giống lúa đặc sản sén cù. Bình quân mỗi năm, xã Mường Vi cung cấp ra thị trường khoảng 1.600 tấn thóc sén cù với giá bán cao gấp đôi các loại thóc thường, mang lại giá trị thu nhập từ 20 đến 22 tỷ đồng. Hợp tác xã Tiên Phong đã phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng xã Mường Vi xây dựng thành công mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo sén cù an toàn, nhằm giúp sản phẩm gạo sén cù Mường Vi có được giá trị cao hơn, có thị trường tiêu thụ rộng rãi hơn. Khi sản phẩm của gạo sén cù của hợp tác xã đã được chứng nhận 4 sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì đây cũng là một cái chứng nhận cho thực tế cho rằng là một sản phẩm của đơn vị đã được đạt tiêu chuẩn chất lượng.
và được người tiêu dùng đánh giá chất lượng cao. Khi sản phẩm được 4 sao thì sản phẩm của hợp tác xã đã tăng theo từng tháng. Từ đầu năm 2019 tới nay được chứng nhận thì hợp tác xã đã tăng sản lượng thêm 10 đến 15% trên tháng. Thì đó cũng là một cái chứng nhận để hợp tác xã phấn đấu để đưa sản phẩm gạo Sen Cù đưa rộng ra cả nước. Để thúc đẩy sản xuất và phát triển xuất khẩu lúa gạo bền vững, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng cường liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành gạo để phát triển sản xuất lúa gạo theo quy mô hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường và đảm bảo ký được các hợp đồng xuất khẩu giá cao. Đặc biệt, nông dân phải liên kết với nhau và với doanh nghiệp mới khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, gây khó cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Giải pháp làm sao để thúc đẩy cho cái ngành hàng lúa gạo lại phát triển. Thế cho nên là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và đặc biệt là về cái vấn đề ngân hàng nhà nước. Làm sao phải có vốn để cho các cái doanh nghiệp thực hiện các cái dự án mô hình cánh đồng liên kết, bao tiêu thu mua lúa cho nông dân. Đây là một cái vấn đề là chúng ta có một cái cách duy nhất để chúng ta thay đổi cái ngành hàng lúa gạo của Việt Nam. Một quy trình liên kết chuỗi để khẳng định rằng một cái giá trị đều được kiểm soát và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt trong 2016-17 chúng tôi đã tổ chức rất thành công là bữa ăn an toàn bảo vệ giống nòi. Và cái sự khác biệt từ QR code cho đến thành phần, cho đến đặc sản, cho đến quy hoạch vùng trồng đều theo một tiêu chuẩn như HACCP, như VietGAP và xa hơn nữa là tiêu chuẩn của organic và hữu cơ của quốc tế. Thời gian qua, những nhãn hiệu gạo như Đồng Vàng, Hương Lài Sữa Dẻo và Hương Chín Rồng của Đồng Tháp đã được người tiêu dùng đón nhận với sức tiêu thụ ngày càng tăng, được Hapro phân phối tại chuỗi hệ thống siêu thị Hapromart, Haprofood, Intimex, Secamart, Fujimart hay Big C tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Thời gian tới, Hapro sẽ tiếp tục mở rộng tiêu thụ đặc sản này tại các tỉnh thành trên cả nước. Có thể nói, niềm tin của người tiêu dùng và những tín hiệu tích cực từ thị trường đang là động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó góp phần thiết thực nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam.